mừng quý vị các bạn đang đến với chương trình Giá trị thực. Chương trình được phát sóng định kỳ vào chủ nhật hàng tuần lúc 17 giờ trên kênh HTV7. Thưa quý vị các bạn, xu hướng sử dụng những thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên đang ngày càng quen thuộc hơn với tất cả chúng ta. Chính vì vậy mà hiện nay các loại hạt như là mắc ca, ốc chó, hạnh nhân đang được người tiêu dùng rất là ưa chuộng, và những giá trị dinh dưỡng cũng như là những tác động có lợi cho sức khỏe của những hạt này đã được khoa học chứng minh. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn đến giá trị thực của những loại hạt kể trên với hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu bác sĩ Lê Kim Huệ, trưởng khoa truyền thông giáo dục sức khỏe của Trung tâm Dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh, và đạo diễn Bạch Giang. Cường nghĩ rằng là chị cũng là một người phụ nữ khá là đảm đang trong cái việc nội trợ gia đình. Vậy thì chị có quan tâm nhiều đến những cái hạt mà Mạnh Cường vừa mới kể như là mắc ca, ốc chó hoặc là hạnh nhân cho sức khỏe gia đình mình không? Thì nhà Giang cũng hay sử dụng hạt ốc chó. Tại vì theo mà tin tức của Giang tìm hiểu á, thì hạt ốc chó khi mà phụ nữ có thai ăn á, thì nó sẽ bổ vitamin. Đặc biệt những cái đứa trẻ mà sau khi được phụ nữ, cái người mẹ á, người mẹ mà ăn suốt trong cái quá trình mang thai thì đứa con sinh ra sẽ thông minh khỏe mạnh. Còn hạt mắc ca thì Giang có nghe về xuất hiện cũng mới đây trên thị trường, mà cũng nghe đồn là có nhiều cái chất dinh dưỡng, nhiều thông tin tốt. Như vậy thì chắc là chị cũng quan tâm nhiều tới nguồn gốc xuất xứ của nó đúng không nào? Thì thực ra thì cũng có, nhưng mà không có chắc lắm. Tại vì thông thường khi mà Giang đi hỏi mua thì sẽ được những cái người mà bán họ giới thiệu là hàng nhập khẩu từ nước ngoài. Như là hạt ốc chó hoặc hạnh nhân á, thì sẽ được giới thiệu là hàng nhập từ Mỹ. Còn hạt mắc ca thì được giới thiệu là nhập từ Úc. Cho nên thành ra là thông thường được hỏi từ những cái người mà bán hàng trực tiếp cho mình thôi. Cũng có đôi khi băn khoăn chứ, nhưng mà mình cũng muốn tìm hiểu, nhưng mà cũng không biết tìm cái thông tin chính xác thực tế nó như thế nào. Tạm thời giờ lại dựa vào lòng tin của cái người bán và mình. Và không biết rằng là nhiều quý vị khán giả có giống như là chị Bạch Giang đi không? Có nghĩa là chúng ta cũng trăn trở băn khoăn về nguồn gốc xuất xứ, hay là đa số chúng ta chỉ cần biết rằng đó là hạt hạnh nhân, hạt ốc chó, hạt mắc ca, hoặc là một vài hạt có lợi cho sức khỏe là chúng ta mua ngay. Mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh sau đây. Xu hướng sử dụng các loại hạt có nguồn gốc tự nhiên đang dần trở nên phổ biến với nhiều người dân Thành phố Hồ Chí Minh. Bên cạnh các loại hạt như hạnh nhân, hạt dẻ, hạt điều, thời gian gần đây thị trường còn xuất hiện thêm hạt ốc chó, hạt mắc ca với giá cao ngất ngưỡng. Hạt ốc chó được bán với giá từ 300.000 đến 500.000 đồng một ký. Hạt mắc ca được bán với giá từ 1.300.000 đến 1.500.000 đồng một ký. Nếu còn nguyên vỏ thì cũng từ 350.000 đến 400.000 đồng một ký. Các loại hạt dinh dưỡng này được bán nhiều ở những khu chợ trung tâm thành phố như chợ Bến Thành, chợ cũ Tôn Thất Đạm, các cửa hàng bán đồ nhập khẩu ở khu vực quận 1 và qua các trang rao vặt trên mạng. Dù được bán với giá cao nhưng vẫn có nhiều người tìm mua bởi chúng được giới thiệu quảng bá nhiều công dụng như phòng chống các bệnh liên quan đến tim mạch, tiểu đường, điều hòa rối loạn huyết áp, tốt cho phụ nữ mang thai và trẻ em, tốt cho trí não. Tôi thấy rằng cái giá trị dinh dưỡng của quả ốc chó rất là lớn, đặc biệt là đối với bà bầu, còn nó có một cái chất dinh dưỡng rất là tốt, gấp 3 lần đầu cá hồi. Nhiều lúc mình sử dụng nhưng mình không có rõ là nó tốt như thế nào lắm, nó tốt về những vấn đề gì, nhưng mà mình cũng cần tư vấn để tìm hiểu được nếu sử dụng nhiều thì nó tốt những gì, hay nó có tốt, có hại và có lợi như thế nào. Tuy nhiên, tất cả những giá trị được cho là những loại hạt nói trên có thể mang lại đều đang dừng lại ở mức thông tin do người bán hàng cung cấp, thông tin không chính thức trên mạng hoặc truyền tai nhau. Và đại đa số người tiêu dùng vẫn cứ nghe đồn là tốt nên cứ dùng thử, không bổ ngang thì cũng bổ dọc. Có nghĩa là cũng có một vài người như chị Bạch Giang đây cũng băn khoăn trăn trở về nguồn gốc xuất xứ, nhưng mà đa số thì vẫn tin vào lời người bán. Nghĩa rằng là người ta quá tin vào những cái lợi ích mà những hạt này mang lại cho cơ thể. Vậy thì những hạt này mang đến cho cơ thể như lợi ích như thế nào? Xin mời bác sĩ. Trong những năm gần đây thì chúng ta thấy ở trên thị trường, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, xuất hiện rất là nhiều cái nơi mà bán các cái loại hạt. Ở Thành phố Hồ Chí Minh, ví dụ như là ở chợ Bến Thành, chợ An Đông và trong ngay cả các cái siêu thị, thì người ta bán rất là nhiều những cái loại hạt này. Thì đối với chuyên môn, tức là trong ngành dinh dưỡng, thì người ta thấy rằng là tất cả những cái loại hạt như là hạt dẻ, hạt điều, cái quả ốc chó, rồi ngay cả là cái hạt hạnh nhân, thì người ta xếp nó vào trong một cái loại là hạt có dầu.
À, bởi vì sao? Bởi vì cái thành phần chính của nó là trong đó là chất béo rất là cao. Hiện bây giờ thì người ta đang có nhiều cái thông tin đưa lên là cái hạt này rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta. À, bởi vì là ngoài cái thành phần là chất béo thì nó còn chứa thêm một cái thành phần nữa, đó là chất đạm. À, chất đạm nó là chất đạm từ thực vật. À, ngoài ra thì trong thành phần dinh dưỡng của những cái loại hạt này thì chúng ta thấy rằng là còn nhiều chất dinh dưỡng mà cần thiết cho cơ thể của chúng ta, chẳng hạn như là canxi, như là sắt, như là vitamin E. Hồi nãy bạn Giang có nói rằng là nếu mà ăn vào thì chúng ta sẽ có một cái làn da đẹp, là bởi vì nó có chứa vitamin E. Nó có chứa thêm kẽm và các cái vitamin khác mà rất là cần thiết cho sức khỏe của chúng ta. Cho nên thường người ta hay khuyên rằng là trong thời gian mang thai, nếu mà chúng ta sử dụng thường xuyên những cái hạt này thì sinh ra những em bé khỏe mạnh, thông minh. Bởi vì trong đó nó có chứa những chất dinh dưỡng cơ bản và nó còn chứa thêm cái omega 3. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là nếu mà chúng ta ăn 100 gram những cái hạt này thì cái năng lượng rất là cao. Năng lượng của nó là khoảng từ 500 cho đến 600 kilocalo. Tức là nó tương đương với là chúng ta ăn khoảng 3 chén cơm. Cho nên là không phải là vì nó quá tốt mà hằng ngày chúng ta, ngày nào chúng ta cũng ăn nhiều. Nếu mà chúng ta ăn nhiều thì nguy cơ là chúng ta sẽ đưa đến thừa cân béo phì. Đây là những cái hạt mà nó giàu chất dinh dưỡng. Nó có một cái vai trò, tức là nó giúp cho chúng ta phòng bệnh thôi. Chứ không phải là chúng ta ăn vào để chúng ta để trị bệnh. Cho nên có nhiều người lạm dụng là ngày nào cũng mua những cái thực phẩm này để mà sử dụng. Nhưng trong dinh dưỡng thì người ta lại khuyên rằng là chúng ta nên ăn đa dạng. Ăn đa dạng có nghĩa rằng là ăn một ít cái này, ăn một ít cái kia, bởi vì mỗi một thứ, những cái thực phẩm thì nó lại bổ sung thêm cho chúng ta những chất dinh dưỡng. Chúng ta không nên ăn quá thiên lệch. Ví dụ bây giờ cái này mình nghĩ rằng là tốt quá, cái ngày nào mình cũng ăn. Mà thường thì chúng tôi thấy rằng là các quý ông á thì rất là thích ăn những cái hạt này mà uống bia. Chúng ta thấy rằng là chất béo thì nhiều, mà cộng với lại cái năng lượng của bia rượu nữa, thành ra thì rất là dễ đưa đến cái bụng càng ngày càng to ra và đưa đến dư cân. Theo cái khuyến cáo thì người ta khuyên rằng là mỗi một ngày chúng ta chỉ ăn khoảng chừng 15 cho đến 20 gram. Có nghĩa rằng là chỉ khoảng chừng 10 cái hạt, ví dụ như hạt hạnh nhân là vừa đủ rồi. Chứ không phải là chúng ta ăn 100 gram như thế mà ngày nào cũng ăn. Nếu mà chúng ta ăn 100 gram có nghĩa rằng là mỗi ngày chúng ta ăn dư thừa ra đến 500 kilocalo. Tức là nó tương đương với khoảng 2 chén rưỡi cơm. Thì như vậy thì cộng với lại cái bữa ăn bình thường thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ thừa năng lượng. Vậy có nghĩa rằng là nếu như mà chúng ta có thể có được lợi ích của những cái hạt, loại hạt này, với điều kiện rằng là chúng ta phải sử dụng đúng, hiệu quả, bằng cách là nắm rõ được nguồn gốc xuất xứ nè, bên cạnh là cái việc bảo quản của nó như thế nào, đúng không ạ? Thì những cái vấn đề đó sẽ được thỏa mãn khi mà chúng ta mua được những cái sản phẩm mà trên đó có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bao bì sản phẩm dán mác đầy đủ, đúng không ạ? Và bây giờ thì xin mời quý vị các bạn cùng ghé thăm một nơi bán các loại hạt này. Nhận tại chợ Bến Thành và chợ cũ Tôn Thất Đạm thuộc địa bàn quận 1 thành phố Hồ Chí Minh, các loại hạt dinh dưỡng được bày bán khá đa dạng và phong phú. Tại đây, các loại hạt được đóng trong những bao ni lông lớn với đủ dạng, còn vỏ hoặc đã tách vỏ. Hầu hết các loại hạt được bán tuy là hàng nhập khẩu nhưng đều không có bất cứ thông tin gì về xuất xứ, chỉ tiêu chất lượng, thời hạn sử dụng. Hạt ốc chó được giới thiệu là có xuất xứ từ Mỹ, hạt maca có xuất xứ từ Úc, tương tự như thế. Hạt dẻ hay hạt hạnh nhân cũng được giới thiệu là có xuất xứ từ Malaysia. Mọi thông tin người mua chỉ được nghe qua người bán. Ốc chó là có hai loại, một loại nhiều omega 3 với một loại ít omega 3. Giữa vô vàn sản phẩm bắt mắt, việc đi tìm lời giải cho câu hỏi đâu là xuất xứ thật sự của các loại hạt này là hoàn toàn không dễ. Dạ thưa bác sĩ, khi mà chúng ta bảo quản không tốt và nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng như vậy thì nếu như mà chúng ta sử dụng những loại thực phẩm, những loại hạt như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào tới sức khỏe? Nếu mà chúng ta sử dụng những cái loại hạt mà có dầu mà nó đã quá hạn sử dụng thì nó đã thay đổi, nó biến đổi cái thành phần dinh dưỡng ở trong đó. Chẳng hạn như là cái dầu, tức là những cái loại chất béo thì nó sẽ biến thành những cái peroxid rất là có hại cho sức khỏe chúng ta. Lúc đó thì chúng ta không còn là omega 3 nữa, nó không còn là tốt cho sức khỏe của chúng ta, chống lão hóa nữa, mà chúng ta lại
bị lão hóa nhanh hơn, tức là chúng ta bị già nhanh hơn, và thậm chí là những cái chất độc như thế nó sẽ sinh ra trong cơ thể của chúng ta, sẽ đưa đến cái tình trạng là chúng ta sẽ bị ung thư nữa. Và những cái loại thành phần dinh dưỡng khác nó cũng sẽ bị thay đổi, ví dụ như là các loại vitamin nó cũng sẽ bị mất đi. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ ra một cái số tiền lớn mà chúng ta mua những cái thực phẩm này về thì nó lại không có công dụng tốt cho sức khỏe chúng ta, mà nó còn lại tác hại cho sức khỏe của chúng ta. Nghe bác sĩ tư vấn thì cũng có gì cũng lo. Tại vì thực sự ra khi mà đi mua sản phẩm như vậy á, bản thân của em hay là một số người cũng không có biết được là phải lựa chọn sản phẩm như thế nào. Tại vì có nhiều loại sản phẩm, nhiều loại hạt á, nó có dầu nhưng mà cũng chưa có rõ ràng biến chất hay là nó bị hư mốc gì hết, thành ra cũng khó để phân biệt được là cái loại nào nó còn đảm bảo chất dinh dưỡng, đảm bảo tốt. Để chúng ta có thể lựa chọn được những cái thực phẩm gọi là tốt cho sức khỏe của mình, thì cái điều đầu tiên là chúng ta nhìn cái hình dạng phía bên ngoài, tức là nó còn nguyên cái hình dạng hay không, nó có bị thay đổi gì hay không. Đặc biệt là nếu mà thí dụ như là cái hạt điều hoặc là những cái loại hạt mà chúng ta tách đôi nó ra mà chúng ta thấy ở trong nó có nổi những cái nấm mốc hoặc là những cái màu sắc khác, có nghĩa rằng là nó đã bị nhiễm những cái loại nấm mốc hoặc là các loại vi khuẩn rồi. Cái thứ hai, nếu mà chúng ta ăn thử một miếng mà chúng ta thấy rằng là nó có cái mùi dậy lên, cái mùi dầu, thì những cái sản phẩm đó người ta đã để lâu ngày rồi, thì nó lại không tốt. Và hiểu được những trăn trở của những người tiêu dùng như là chị Bạch Giang đây, thì chương trình Giá Trị Thực bây giờ xin đưa ra một vài gợi ý để quý vị chọn những loại hàng này vừa tốt vừa hiệu quả cho sức khỏe. Để lựa chọn được các loại hạt dinh dưỡng an toàn tốt cho sức khỏe, người tiêu dùng cần lưu ý không mua sản phẩm không có nhãn hàng hóa, có nhãn mác nhưng không ghi hạn sử dụng hoặc đã quá hạn sử dụng, không ghi rõ nơi sản xuất. Nên mua loại còn nguyên vỏ, tránh được nguy cơ hạt trải qua quá trình chiên ở nhiệt độ cao khiến dầu trong hạt bị biến chất. Nên mua loại được đóng gói trong bao ni lông có hút chân không hay loại bao phồng được thổi khí nitơ để làm chậm quá trình oxy hóa hoặc được đựng trong giấy bạc để cản ánh sáng. Để bảo quản các loại hạt dinh dưỡng một cách tốt nhất, người tiêu dùng có thể thực hiện những cách sau. Để các loại hạt dinh dưỡng ở nơi thoáng mát, tránh ánh sáng, không khí, nhiệt độ cao. Trường hợp ăn không hết nên đựng vào bao ni lông, đẩy hết hơi ra, buộc kín lại và cất vào tủ lạnh. Xin được cảm ơn bác sĩ Lê Kim Huệ, cảm ơn chị Bạch Giang đã tham gia trong chương trình. Cảm ơn đến một câu chuyện hấp dẫn về những loại hạt này, và qua câu chuyện thì quý vị khán giả đã có thể hiểu rõ hơn về những loại hạt cũng như là cách như thế nào để sử dụng nó một cách hiệu quả nhất. Và đến đây thì chương trình Giá Trị Thực xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi, và khi có bất cứ những phản hồi, những băn khoăn về sản phẩm dịch vụ thì quý vị hãy liên hệ với chúng tôi với số điện thoại là 0916 060 029, hoặc là gửi thư về với địa chỉ là Ban Chương trình Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ email là giatrithuc@hoangvang.com. Còn nếu muốn theo dõi lại chương trình thì quý vị hãy truy cập vào website www.hoangvang.com. Đến đây thì Mạnh Cường cùng với ekip thực hiện chương trình rất mong được gặp lại quý vị trong những kỳ tiếp theo của chương trình Giá Trị Thực.